Thưa quý vị, chiều qua 17 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh đã phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Thu ngân sách đạt 105% dự toán trung ương giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,33%, đứng thứ 9 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất ở các khu vực đều tăng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 510 triệu USD, đã khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 đúng tiến độ kế hoạch, khởi động dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh, nhà máy sản xuất Hirosan Bến Tre. Tình hình xâm nhập mặn được kiểm soát tốt, năng lực và khả năng ứng phó với dịch bệnh được nâng lên, công tác xúc tiến thu hút đầu tư được tăng cường, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,5%, hoạt động du lịch đã phục hồi, lượng khách và doanh thu tăng mạnh, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022. Dư nợ tín dụng tăng trưởng cao, chỉ số cải cách hành chính tăng 7 bậc so với cùng kỳ, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và khai giảng năm học mới 2022-2023. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện khá tốt. Các hoạt động văn hóa thể thao được triển khai đảm bảo an toàn, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật khác và tệ nạn xã hội được kiềm chế kéo giảm. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đề ra một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP phấn đấu tăng từ 9,3% trở lên, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 700 triệu USD, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng một người trở lên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo dự toán trung ương giao đạt 5.388 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 24%, thành lập mới ít nhất 50 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, công nhận ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu huyện Mỏ Cày Nam đạt cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn không quá 2,5%. Hội nghị đã thảo luận nội dung về giải pháp xuất khẩu đạt 1 tỷ 700 triệu USD trong năm 2023 và có ít nhất 377 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại để tạo nguồn cho địa phương. Giải pháp thu hút đầu tư và triển khai cụm công nghiệp mới, công tác ứng phó với xâm nhập mặn năm 2023, giải pháp để quản lý vùng nuôi và phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt kế hoạch năm 2023, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, kết quả giải pháp ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tiễn, những kinh nghiệm tham mưu về điều hành ngân sách năm 2022, giải pháp khai thác tốt các nguồn thu để ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bến Tre, công tác chăm lo cho gia đình chính sách và các đối tượng khác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thực hiện công tác giảm nghèo, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế công lập trong công tác thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đấu thầu thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả kinh tế xã hội của tỉnh đạt được năm 2023, dự báo tình hình kinh tế thế giới trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Do đó, để đạt các chỉ tiêu đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ 11 công trình dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội. Chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao xung quanh cái đường dẫn cầu Rạch Miễu và đường gom, chúng ta phải làm dứt điểm trong thời gian sớm nhất, qua Tết là chúng ta phải làm xong cái việc này. Chúng ta phải đưa cái khu công nghiệp Phú Thuận vào hoạt động, có đầu tư, không nhất thiết là chúng ta phải đợi xong hoàn thành hết tròn trịa cái khu công nghiệp rồi chúng ta mới kêu gọi đầu tư, cho nhà đầu tư vào đầu tư, mà chúng ta có thể giao từng phần. Các cái dự án điện gió và điện hydro thì chúng ta cũng phải tạo điều kiện để tăng tốc cái việc này, đặc biệt là hiện nay có cơ chế giá cho các cái dự án chuyển tiếp, chúng ta tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt để cho hai cái dự án nhà máy hydro xanh triển khai sớm. Bây giờ có khó gì thì chúng ta tìm cách tháo gỡ,
cái gì mà vượt thẩm quyền của chúng ta thì chúng ta đề nghị chính phủ. Chứ còn mình không tạo điều kiện thì họ không đầu tư, mà không đầu tư thì không thể phát triển được. Trong khi hai cái dự án này đầu tư rất lớn, giai đoạn 1 của mỗi nhà máy là 20.000 tỷ. Chúng ta phải khởi động, bắt đầu đầu năm là chúng ta khởi động ngay cái đường ven biển. Và nếu đủ điều kiện thuận lợi thì cuối năm là chúng ta sẽ làm lễ khởi công về cái đường ven biển này. Bởi vì đây là một cái tuyến đường phải nói là gọi là tuyến đường động lực. Nó mở ra cái hành lang kinh tế, cái điều kiện phát triển của tỉnh chúng ta. Chúng ta phối hợp chuyên lâm làm cái phải cầu Đình Khao. Chúng ta đẩy nhanh các cái tiến độ thực hiện các cái dự án đô thị. Cái chúng ta làm cho xong cái nhà máy rác. Nhà máy rác của tỉnh cũng là một cái đòi hỏi bức xúc mà chúng ta phải tập trung làm. Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư thì chúng ta lựa chọn nhà đầu tư để chúng ta triển khai thực hiện cái việc này. Chúng ta tiếp tục thực hiện cái chuyển đổi số, rồi cải cách hành chính, rồi cải thiện các cái chỉ số mà năm rồi chúng ta bị tụt giảm. Đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, huy động tổng hợp các nguồn vốn để đầu tư phát triển, tiếp tục xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhân rộng vùng sản xuất bưởi da xanh đạt chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó là đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển công nghệ cao, tăng cường thu hút đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến thủy sản, nhất là chế biến tôm, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân và hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Song song đó là tập trung huy động và lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là 4 tiêu chí cứng, làm nền tảng vững chắc tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy nhanh tiến độ đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Quỳnh Tấn Phát và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và phát huy tốt không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tiếp tục triển khai đề án thành lập khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội sự kiện trong năm 2023.